Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chiều ngày 10 tháng 9 của kênh Biên đội Việt Anh Quân News. Loạt thi đấu quốc tế vẫn đang diễn ra với những kết quả hết sức bất ngờ. Bên cạnh đó là những câu chuyện bên lề của các câu lạc bộ cũng như đời sống cá nhân của cầu thủ. Tất cả những thông tin trên sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Đừng quên để lại một like và một subscribe như một sự ủng hộ dành cho chúng tôi nhé. Bây giờ thì hãy bắt đầu với bản tin ngay thôi. Một vài người hâm mộ Arsenal đã bày tỏ sự vui mừng sau khi ca ngợi rằng Declan Rice đã khiến mục tiêu cũ của họ là Mikhailo Modric trông giống như một đứa trẻ trong trận đấu giữa Anh và Ukraine thuộc vòng loại Euro 2024. Đó là tình huống mà Modric đang tìm cách phát động tấn công cho Ukraine, nhưng Rice bất ngờ xuất hiện và cướp bóng của anh. Lần tới khi cả hai trực tiếp gặp nhau trong một trận derby London sẽ có nhiều thứ hay để chờ đợi. Manchester United đã mời huyền thoại bóng đá Costa Rica Brian Ruiz đến Carrington để anh có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc trước khi bắt tay vào sự nghiệp huấn luyện. Ruiz đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp sau World Cup ở Qatar năm ngoái và kể từ đó bước những bước đầu tiên vào công việc huấn luyện với vai trò ở cấp độ trẻ. Anh hiện là huấn luyện viên đội U17 tại một câu lạc bộ cũ khác của anh, Deportivo Alajuelense ở Costa Rica. Theo nhà báo Isaac Suarez của The Marca đưa tin rằng trước khi Cancelo đến, Barcelona đã xem xét khả năng ký hợp đồng với hậu vệ phải Nahuel Molina. Tuy nhiên, cuộc đàm phán với Atlético Madrid chưa bao giờ dễ dàng và nhà vô địch La Liga không thể thuyết phục đối thủ của mình chia tay Molina. Barcelona không có đủ tài chính để đưa ra lời đề nghị lớn cho Molina và chỉ có thể đề xuất khả năng lốt Roger Blancos ký hợp đồng với một trong những cầu thủ của họ để trao đổi. Atlético Madrid đã từ chối lời đề nghị này và Barcelona rẽ luôn sang vụ Cancelo từ đó. Nhiều người hâm mộ của Chelsea đã sống lại hoài niệm xưa khi chứng kiến câu lạc bộ những huyền thoại đội bóng đối đầu với những huyền thoại của Bayern Munich. Trận đấu ấy đã kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về phía các huyền thoại Chelsea, nơi Terry nâng cao chiếc cúp kỷ niệm. Đó là một trận đấu đặc biệt chỉ kéo dài 60 phút được tổ chức để tưởng nhớ Gianluca Vialli và ủng hộ tổ chức từ thiện ung thư hoàng gia Marsden cũng như quỹ từ thiện của Chelsea. Các bàn thắng trong trận được ghi do công của các cựu công thần như Michael Nelson, John Terry, Gary Cahill và Thiago Mendes. Mặc dù Mbappe đã được triệu tập làm nhiệm vụ quốc tế cùng đội tuyển Pháp trong các trận đấu với Cộng hòa Ireland và Đức thuộc FIFA Day, anh và một số đồng đội vẫn dành được chút thời gian để xem và cổ vũ cho đội tuyển bóng bầu dục của mình. Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Ousmane Dembele và Dayot Upamecano cũng được bắt gặp là đã có mặt tại Stade de France để cổ vũ đội tuyển bầu dục của Pháp. Đã xuất hiện đoạn phim ghi lại cảnh đội tuyển bóng đá Pháp ăn mừng trận đấu và xét theo phản ứng của Mbappe, có vẻ như việc xem và hiểu liên đoàn bóng bầu dục hơi rắc rối cho chàng trai này khi anh trông khá ngơ ngác với những gì đã xảy ra. Trong trận đấu giữa các ngôi sao YouTube và câu lạc bộ Simon với mục đích từ thiện đã xảy ra rất nhiều tình huống hài hước, mà trong đó cú đá phạt đền hồng của Isaac Speed là điểm nhấn. Đó là một quả phạt đền mà Speed thực hiện rất tệ khi đá bóng thẳng về phía KSI để anh chàng thủ môn nghiệp dư này cản phá nó. Chưa hết, KSI còn chạy tới để thực hiện màn ăn mừng siêu trước mặt đối thủ của mình vốn đang nằm sân thất vọng. Và tất nhiên, chúng ta đều biết thì Ronaldo chính là cầu thủ yêu thích của Speed. Nhưng cũng chỉ vài phút sau, KSI đã thực hiện được một pha đá phản lưới nhà cực kỳ hài hước khi cầm bóng trong tay vô tình lăn qua vạch vôi rồi ngơ ngác khi bị báo hiệu bóng đã vào lưới. Cựu huấn luyện viên của Chelsea là Graham Potter đã thất nghiệp kể từ khi bị Chelsea sa thải hồi tháng 4. Ông nhận được rất nhiều lời mời hấp dẫn của các câu lạc bộ nhưng huấn luyện viên 48 tuổi đều từ chối vì muốn dành thời gian để nghỉ ngơi. Mới đây Potter đã lọt vào tầm ngắm của Rangers để trở thành huấn luyện viên mới thay cho Michael Beale. Chính trận thua trước đại kình địch Celtic vào tuần trước khiến các ông chủ của Rangers hết kiên nhẫn với vị chiến lược gia 43 tuổi. Chính vì vậy họ đang lên kế hoạch đưa Potter lên nắm quyền để giúp câu lạc bộ đạt được những mục tiêu trong thời gian tới. Tin vui cho người hâm mộ Quỷ Đỏ khi tài năng trẻ sinh năm 2005, Kobbie Mainoo có thể quay trở lại đội 1 trong thời gian tới. Đây không thể nào là tin vui hơn dành cho huấn luyện viên Erik ten Hag khi ông đang khá đau đầu ở vị trí tiền vệ. Nếu có sự góp mặt của cầu thủ 18 tuổi, Ten Hag có thể linh hoạt hơn trong chiến thuật cũng như xoay tua giữa cao thủ. Trước đó, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington đã dính chấn thương đầu gối từ tháng 4. Mới đây, Chelsea đã tổ chức một trận giao hữu giữa các huyền thoại của câu lạc bộ với huyền thoại Bayern Munich để tưởng nhớ cựu huấn luyện viên kiêm cầu thủ Gianluca Vialli. Stamford Bridge chật kín khán giả đã thể hiện tình cảm của họ đối với cầu thủ người Ý. Trước khi trận đấu bắt đầu, họ giăng một biểu ngữ khổng lồ để vinh danh cầu thủ quá cố. Khi trận đấu kết thúc, John Terry đã có một cử chỉ đầy cảm xúc dành cho huấn luyện viên đã trao cho anh trận ra mắt Chelsea sau khi anh ghi một bàn thắng. Terry đã chỉ hai ngón tay lên trời để vinh danh huyền thoại người Ý. Do bận về hội quân với Argentina, đá hai trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ gặp Ecuador ngày 7 tháng 9 và Bolivia 12 tháng 9.
Messi vắng mặt trận Kansas City sáng nay, mùng 10 tháng 9 giờ Hà Nội. Ngôi sao Argentina chỉ trở lại cho trận gặp Atlanta United ngày 16 tháng 9. Vắng Messi, Miami vẫn có sự phục vụ của hai ngôi sao tân binh Jordi Alba và Sergio Busquets. Bộ đôi đã dã từ tuyển Tây Ban Nha. Trên hàng công, Leonardo Capanha đá cao nhất và nhận sự hỗ trợ của bộ ba Robert Robinson, Nicolas Stefanelli và Facundo Farias. Miami thủng lưới ngay phút thứ 9 vì sai lầm của thủ thành Drake Callender. Sau đó Miami lấy lại thế trận và liên tiếp tạo ra những cơ hội. Phút 23, Campagna đón đường phất của Dyson Arroyo vào vòng cấm rồi bị thủ môn Timelia phạm lỗi, mang về quả phạt đền. Trên chấm 11m, chính tiền đạo người Ecuador lãnh trách nhiệm sút chìm về góc phải quân bình tỷ số. Cuối hồi 1, Campagna hoàn tất cú đúp với cú đánh đầu dũng mãnh, treo góc từ quả tạt bên cánh phải của Jadlin, người đeo băng thủ quân Miami ở trận này. Những phút còn lại, Kansas City chỉ ghi thêm một bàn nhờ cú cỡ lòng về góc xa của Alan Pulido. Chiến thắng 3-2 giúp Inter Miami nối dài mạch bất bại lên 11 trận gồm 10 chiến thắng và 1 trận hòa. Real Madrid nổi tiếng là câu lạc bộ thường xuyên ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ. Ta có thể thấy những cái tên mà kền trắng mang về đã trưởng thành như thế nào tại Santiago Bernabeu, điển hình như Vinicius Junior, Rodrigo, Camavinga, Tchouameni. Chelsea cũng tương tự vậy khi họ cũng đang có xu hướng theo đuổi những tài năng trẻ. Cái tên mới nhất lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên của Real Madrid và Chelsea là Antonio Nusa. Cầu thủ người Na Uy đang chơi cho câu lạc bộ Club Brugge của Bỉ. Cầu thủ 18 tuổi đang được gắn với danh xưng là Neymar đệ nhị. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã có động thái tiếp cận với cầu thủ sinh năm 2005. Tuy nhiên trước đó Chelsea cũng đã để mắt tới thân đồng người Na Uy này. The Blue đưa ra mức giá khoảng 30 triệu euro cho Club Brugge để hoàn thành thương vụ này. Tuy vậy câu lạc bộ Bỉ vẫn chưa xác nhận về thương vụ trên. Lusman Coach chẳng thể nào để mất một viên ngọc thô dễ dàng như vậy. Chắc chắn trong thời gian sắp tới, họ sẽ cạnh tranh quyết liệt với Chelsea để đưa cầu thủ 18 tuổi về với sân Santiago Bernabeu. Thông tin rất vui với các cuộc việc Man City khi De Bruyne tuyên bố từ chối tất cả các lời đề nghị béo bở từ các câu lạc bộ đến từ Saudi Pro League để toàn tâm toàn ý cống hiến cho Man City đến khi cầu thủ người Bỉ giải nghệ. De Bruyne chỉ có 1 năm trong hợp đồng với The Citizen và được cho sẽ chuyển sang Ả Rập thi đấu sau khi kết thúc giao kèo. Nhưng những nguồn tin thân cận cho biết, tiền vệ 32 tuổi không có hứng thú chuyển đến Trung Đông chơi bóng. De Bruyne đã cống hiến cho Man City gần một thập kỷ qua. Tưởng chừng như ngoài cái tuổi 30 thì phong độ của cầu thủ sẽ giảm xuống, nhưng không. De Bruyne tự tin rằng anh ấy có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn khi bước sang tuổi xế chiều. Những câu lạc bộ tại Ả Rập cũng rất tiếc nuối sau những tuyên bố của cầu thủ người Bỉ. Nếu sự gia nhập của De Bruyne, giải đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều, đại diện của một câu lạc bộ tại Saudi Pro League cho biết. Dù cho Southgate tuyên bố hài lòng với một điểm có được sau trận hòa với Ukraine, tuy vậy ông vẫn tỏ ra khó chịu với hàng công đội tuyển Anh trong trận đấu này. Huấn luyện viên 53 tuổi thừa nhận lỗi trời 1/3 cuối sân đối thủ của Tam Sư trong ngày hôm nay là không tốt. Dù cho kiểm soát bóng lên đến 70%, thế nhưng bàn thắng là điều rất xa xỉ với Harry Kane và các đồng đội. Chúng tôi không làm tốt ở phần sân đối thủ, dù kiểm soát bóng nhiều nhưng nó không thể tạo ra các cơ hội ăn bàn rõ rệt. Chính vì vậy bạn phải chắc chắn rằng mình không thua trong trận đấu này dù bị dẫn trước. Nhưng chúng tôi cũng đã có bàn thắng gỡ hòa ngay sau đó. Giành được một điểm trong thế trận như vậy cũng là điều khá tốt. Có thể thấy dù cho sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng tính liên kết giữa cầu thủ vẫn chưa tốt. Southgate vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giúp đội tuyển Anh đổi màu huy chương tại Euro 2024 sắp tới. Mới đây, cựu danh thủ nữ của đội tuyển quốc gia Anh Jill Scott đã có bàn giao lưu vui vẻ với huyền thoại người Ukraine Ariel Shevchenko ngay trên sóng truyền hình. Huyền thoại của đội nữ Tam Sư có vẻ vẫn chưa mất đi nhiều kỹ năng của mình dù đã nghỉ thi đấu vào năm 2022. Cô cố gắng giữ bóng ở trên cao cũng như thực hiện một kỹ năng ấn tượng bằng cách giữ thăng bằng quả bóng ở sau gáy. Còn Shevchenko, người từng đoạt quả bóng vàng năm 2004, đã cố gắng sao chép động tác kỹ thuật này nhưng không thành công. Thay vì đưa bóng bay qua đầu để tiếp tục giữ thăng bằng, anh ấy lại để rơi trái bóng và phải dùng gót chân hất bóng đi. Cựu ngôi sao Chelsea và West Ham Châu Cầu cũng tham gia những động tác đơn giản hơn một chút. Câu chuyện chuyển nhượng Kylian Mbappe còn lâu mới kết thúc và có thể những chương mới sẽ mở ra trong những tháng tới khi Paris Saint-Germain tiếp tục cố gắng thuyết phục nhà vô địch World Cup gia hạn hợp đồng. Siêu sao người Pháp đã là được đồn đoán đến với Real Madrid trong suốt 3 năm nhưng việc chuyển đến Bernabeu vẫn chưa thành hiện thực. Trên đường đua lúc này, Real Madrid không phải là đội bóng duy nhất. Liverpool được xem là ứng viên tiềm năng để cạnh tranh ninja rùa với Los Blancos. The Kop quan tâm đến việc ký hợp đồng với Mbappe và sẵn sàng làm mọi thứ để chiêu mộ tiền đạo 24 tuổi về sân Anfield. Dẫu vậy, bất chấp sự quan tâm của Liverpool, Real Madrid vẫn được cho là bến đỗ ưa thích của nhà vô địch World Cup 2018. Tuy nhiên, người ta tin rằng Paris Saint-Germain vẫn lạc quan họ có thể thuyết phục được Mbappe ký gia hạn mới.
câu lạc bộ Pháp có thể tiến xa hơn khi đưa ra thỏa thuận quý ông cho phép Mbappe ra đi vào mùa hè năm 2024 nhưng có phí chuyển nhượng thay vì dưới dạng cầu thủ tự do. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của buổi chiều hôm nay. Tất cả những tin tức hấp dẫn và đa chiều về thể thao sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên hệ thống kênh của Bình Luận Viên Anh Quân. Còn bây giờ thì chúc các bạn có một buổi tối an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin ngày mai.